Kết xin chào tất cả bạn trở lại với nhật ký soạn nhạc của Hùng. Đây là một tháng nữa lại qua, rất nhiều dự án mình đang phải hoàn thành. Giờ bên hôm nay thì mình đã hóng hóng được công việc của tháng vừa rồi, thì mình trở lại với nhật ký soạn nhạc bài miễn phí trên kênh của mình. Đầu tiên đầu giờ bao giờ mình cũng giới thiệu về những hoạt động trên kênh. Thì hiện tại các bạn vẫn thấy là mình có vẫn đăng bài soạn nhạc bình thường, nhưng mà tần suất nó thấp hơn thôi, thì tỷ suất bài nó vẫn khá là nhiều. Thì về cái series vlog này thì là dựa trên cái hoạt động mình chọn mà mình lập ra cho cộng đồng GMA, thì các bạn có thể xem tab cộng đồng này. Đây mình vẫn để một cái bài ghim, thì bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy cái danh sách bài. Ở trên bài ghim thì mình có ghi bài đang soạn miễn phí, nhưng mà các bạn vẫn có thể vào đây để mình chọn tiếp theo, các cái bài tiếp theo để có thể được biên soạn nhé. Đấy, thì bài nào tỷ lệ cao thì mình sẽ soạn thôi chứ không có ưu tiên ai. Nếu cái bài của bạn muốn nó không có trong danh sách này thì các bạn có thể gửi qua cho mình ở rất là nhiều kênh, có thể là email hoặc là comment ở trên kênh này, có thể ở trên store mình, trên cửa hàng cũng có một số bạn request thì cũng được. Đấy, có rất nhiều cách. Ngoài ra thì các bạn biết là mình có dạy online, cái kỹ năng của mình đang có hẳn bộ sách hẳn hoi. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp mình để ghi danh, nhưng mà thực ra là các bạn liên hệ trực tiếp mình thì tốt hơn, thì cái này mình phải nhận xét rồi dạy thử cho các bạn nữa để nắm được cái nền tảng trình độ của các bạn ở đâu, có thể có một định hướng tốt nhất trong quá trình học nhé. Chưa chắc là các bạn đã phù hợp với chương trình của mình, cho nên là bạn cứ liên hệ mình nếu mà cảm thấy cái kỹ năng của mình hay, cái việc mà nghe ra được bất kỳ cảm âm được bất kỳ bài và có thể tiếp thu được cách đánh của nghệ sĩ khác, các bạn cảm thấy cái điều đấy thú vị, các bạn có thể đăng ký để học với mình nhé. Học phí cũng không cao đâu so với mặt bằng chung, nên là các bạn cứ liên hệ, mạnh dạn liên hệ, vì học thử thì free mà, mình cũng có lấy phí học cái buổi học thử đâu. Tư vấn các thứ là mình vẫn trả lời thường xuyên nhé. Vậy thì bạn nào muốn đường dài quan tâm những kỹ năng này thì có thể liên hệ. Ngoài ra thì tất cả các cái bản nhạc hiện tại mình vẫn đang duy trì tặng cho các bạn, có thể trả phí, các bạn có thể trả phí mua hoặc là nhận miễn phí, có trên logo đều được, thì nó ở cái link này, link nhận bản nhạc đây nhá. Đây, các bạn chọn theo cái phiên bản bạn muốn thôi, bạn muốn miễn phí có miễn phí, nhưng mỗi tuần được một bài và có trên logo, còn bạn trả phí thì các bạn được bản đẹp và mình sẽ gửi ngay, mình sẽ xử lý ngay lập tức cho các bạn. Có một số bạn thì khá là nhanh nhạy, các bạn ý lên website của mình để mua trực tiếp luôn, thì website của mình có hẳn cái phần tạo tài khoản luôn các bạn nhé. Đấy, thì bạn vào đấy các bạn tạo tài khoản, các bạn bấm thì mình vẫn có thể nhận được cái order của các bạn trên đơn hàng. Nó hơi bất tiện chút là bạn nếu bạn không mua trên store thì store mình My Music Sheet này có cái store cửa hàng ở đây, mình có để ở trên đây mà. Đây, cái store này thì tốt thôi, nhưng mà nó sẽ mất phí hơi cao một chút do chênh lệch tỷ giá đô la, mình phải đặt theo giá của nền tảng. Đấy, cho nên nếu các bạn muốn giá tốt thì các bạn cứ liên hệ mình và lên website mua trực tiếp, và bạn chuyển khoản chính xác cái mức giá của cái trong cái shop này, là ok nhá. Đây, giá sẽ tốt hơn ở trên store của phần đô la, nó quy đổi là hơi cao. Đấy, thì đấy có rất nhiều cách để các bạn trả phí, miễn phí mình vẫn có nhá, các bạn nhận miễn phí vẫn thường xuyên hàng tuần, có bạn comment cảm ơn mà, đấy cũng tốt mà. Đấy, thì bạn nào có điều kiện thì mua trả phí, nó không đắt, mình để kiểu một giá cho mua cho dễ nhé. Đấy, đấy là những cái thường xuyên, hoạt động thường xuyên mình vẫn có các bản nhạc mới ra theo order của khách,
Ấn phẩm thì hiện tại mình đang không xuất bản thêm, cho nên là nó chỉ còn collection, chỉ còn của Cà Pháo và Anh Quốc Đạt thôi. À, hai cuốn đấy vẫn còn, cũng không nhiều, số lượng không nhiều lắm. Đấy, và khả năng là mình sẽ không xuất bản tiếp nữa vì cái vấn nạn các bạn biết rồi, vấn nạn in lậu nó đang hoành hành luôn. Nên mình không muốn cái tiêu cực này xảy ra. Đấy, vì các bạn mua chính chính thức ở bên mình thì tác giả gốc người ta cũng cũng được trả phí cho cái viện chuyện đấy, cho nên là nó tốt cho cả phía mình cũng cũng được nhận công, và bên tác giả sáng tác ra bài hát đấy cũng có tác phí tác quyền người ta được nhận nhá. Thì các cái cửa hàng mình đều họ đều khấu trừ để trả cho tác giả hết nhá, thì đấy hoàn toàn rất là hợp pháp. Đấy. Tiếp theo thì cái sách giáo trình vẫn có này, trên này. Đây, các bạn hãy xem ở trên sách giáo trình đây. Hiện tại là tập 6, mình đang soạn tập 7. Có khả năng là hết tháng 11 sẽ có nhé. Các bạn tham khảo. Có mục lục ở đây là bạn nào muốn chi tiết hơn, như liên hệ mình. Mình sẽ chụp một số trang sách cho bạn tham khảo. Thì đây cũng chính là giáo trình mà để mình giảng dạy cho cái khóa học online mà mình đang dạy. Đấy, nhé, các bạn có thể tham khảo. Đây là tất cả những gì mình giới thiệu đầu giờ. Đây, các kênh liên lạc mình đều có ở trên mỗi bài nhé. Rồi, chúng ta trở lại với việc chính của mình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với giữa đại lộ Đông Tây. Cái này tắt đi được rồi. Thì mình đã mở cái tab này ra đây. À, bây giờ mình phải search lại xem là ta đang có ở đâu. Đây rồi, nó có ngày 14 tháng 9. Chúng ta đã làm đến 1 phút 17 của bass, mình sẽ mở lại file này. Hôm nay mình sẽ hoàn thành cái phần tay trái cơ bản, phần bass mình ghi là bass nhưng mà gọi là tay trái sơ lược thì đúng hơn. Đấy, sơ lược tay trái 1 phút 17. Ta tiếp tục luôn nhé, không chần chừ nữa. Phần soạn nháp như mình đã nói, mình sẽ sử dụng tai nghe open back để cho đỡ bị nhanh bị ù tai. Đấy. Còn đến bắt đầu soạn chi tiết mình mới sử dụng close back để cho nó chính xác hơn. À, đây, cho chúng ta bắt đầu. Chắc mình sẽ cho lớn hơn một chút. Cái đoạn này thu line. Đợt này mình nhớ là bạn May vừa mới mua một cái piano cơ và cái cách thủ bạn ấy lại trở về như cũ vì phòng bạn ấy khá là nhỏ. Nhưng mà thôi, grand piano thì cũng rất là thích, đấy là dream come true, ước mơ của bạn ấy là mua một cái cây grand. Và thực sự là thu qua MIDI thì nó không có tạp âm thì tốt hơn, nhưng mà mình muốn thu grand thì sau này mình muốn mua grand mình làm content thì mình sẽ phải set up phòng cách âm các thứ để cho nó tốt nhất về âm thanh, chứ mình không làm như thế. Chuyện này có khả năng về sau mình phải cắt phách đi. Đây mình nghe thì có mỗi hai phách. À, chỗ này có vẻ là cái đoạn trước ấy thì mình khá là lười nên là mình sẽ copy paste đây rồi, mình không có chăm lắm nên là mình sẽ copy thử em nhé. Cái chỗ nào khác thì sửa gì đâu. Nghe có vẻ hai nốt không rõ, thực sự cái tai nghe open thì nghe nó thoáng tai hơn. Gần giống ấy. Thực sự bài này sẽ phải sửa nhiều vì nghe không rõ. Về nút trầm nhỉ. Thôi cứ viết hai nốt này nó rõ nhất. Nốt không rõ thôi mình chịu. Nghe sau nhá. Ờ,
giống giống ấy. Nốt nào rõ nhất ngày hè viết à? Ừ, nốt nào không rõ không biết luôn. Đây, bạn May thu bằng một cái micro nhỏ nhỏ như micro cái áo mình thì thực sự âm thanh cực kỳ kém luôn. Thực sự thu nhạc cụ không thể thu bằng cái micro cho nói. Chất lượng rất kém. Cái này cũng hai nốt này. Giống 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 ấy. Chỗ này thêm hai nốt không nhá. Một nốt. Đúng rồi, giống ấy, giống ấy. Đoạn trước gì nhỉ? Có vẻ thế này hơn. Chỗ này xuống trầm đúng rồi. Mình sẽ check lại trong cái lượt hai. Nghe vào vào nốt thì nó hơi buồn cười nhưng mình thu không rõ lắm, nó lại là một lợi thế lúc mà chúng ta đánh hơi hơi ẩu thì nó lấp lem đi một tí bị ồn. Chỗ này cẩn thận về đến trên cao đấy. À. Trên cao son chứ không để không kia ở ba nốt nhìn tay bên này còn chỗ này nhìn thấy tay có vẻ ở mình nghe thấy này. Chỗ này bạn ấy đánh đều nhưng mà mình cho cái tổng thể bài mình vẫn đây swing bình thường thôi. Có lẽ mình nghe thấy nốt này chỗ này không nghe rõ, để đây. Chỗ này có vẻ vẫn giống cái đoạn kia. Nhưng mà cao hơn. Trọng mình cho xuống dưới đi. Nó không yên cao như thế đâu. Đó, đây.
thấy nó mắc đơn. Mình sẽ vẫn lên sự win, mình đã nói rồi, thay đổi nhiều nó cũng tổng thể nó không hay. Bốn nốt này nghe rất là rõ ràng. Đấy khác, đoạn này hợp âm khác. Chuyện này spam. Nghe có vẻ spam thật. Không nghe rõ spam có khó khăn. Trên cao ấy, khả năng là đánh cùng với nốt tay phải. Rồi, mình cũng không biết. Chỗ này 7 chắc chắn. Nghe rõ 7 rồi. Đúng rồi, chuẩn. Chỗ này giống ấy. Có khả năng là sẽ có một cái nốt nhảy ở đây. Không nghe rõ, thật sự. Thu cháo. Không nghe rõ, bỏ qua luôn. Sợ nháp à. Mình vẫn nghe thấy loãng thoáng. Thôi đưa vào. Nghe loãng thoáng thì gọi là đại tạm tạm. Nếu lúc các bạn phải nghe thoáng là đừng cố hoàn hảo hóa quá. Thường hồi đầu mình chọn mình cũng làm sơ lược thôi, không có làm chi tiết đâu. Mình cứ dần dần mình làm càng ngày càng đúng. Đấy, chỗ này đúng 4 nữa. Đúng chứ. Phẩm phương 1 nốt. Nghe thấy mỗi 1 nốt rồi. Chỉ nghe rõ mấy nốt này thôi nên là chỉ biết thế thôi. Có vẻ thế này. Không chắc. Một nốt thôi. Các bạn biết lúc bạn may bạn ý cười mỉm cười tí là thế nào không? Là bạn bị đánh nhầm nốt đấy các bạn. Khi chúng ta bị đánh nhầm chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải nở một nụ cười tự tin các bạn. Đừng mặt tái xanh cho người rồi loạn hết cả mấy câu đằng sau không? Không nên như thế. Đây, khi đánh vấp một hai nốt không quan trọng, các bạn tổng thể tốt là được. Đấy, hơi nhầm một chút nhưng chỉ có chuyên gia mới phát hiện thôi. Chỉ có chuyên gia các anh em phân tích mới ra được cái chỗ lỗi đấy là cái gì thôi. Cười tự tin là xong, nhầm tí cũng tổng thể nó vẫn ok là được. Đến đoạn sửa mình có thể, nếu mà nó nghe nó sai quá thì mình sẽ sửa một chút, không sai quá thì mình vẫn sẽ để nguyên.
khỏe như là tạm tạm thế. Chỗ này không có nút gà đâu. Thêm lúc này yên tâm, đằng nào sửa chi tiết cũng sửa này. À, có vẻ có một lỗ gà à, lúc nào gọi là dẫn bass cầu nối à, khá là thường xuyên. Tạm hai nốt này, hai nốt mình nghe rõ nhất. Nhất thì viên rồi. Chỗ này 7. Không biết đúng ý nào nhỉ. Có thể khác. Thế nào? Cao. Ở chỗ này mình có mấy mấy ô không lời nữa. Để swing nó hơi tương tự thì không giống bạn này. Này chắc mình sẽ read chậm dần lại kết đoạn. Chỗ này thường là đến chi tiết mình mới viết đoạn chạy ngọt. Để đây nhá. À đoạn này uỳnh cái bộ bù vào đúng không? Hôm nay khá là ngắn gọn.
tốc độ mình làm nhanh thì cũng thể hiện là kỹ năng mình cao và trạng thái sức khỏe tốt các bạn. Đợt trước là mình bận quá nên là sức khỏe không tốt, làm chậm lắm, lại còn mệt cơ. Đấy, hôm nay là chúng ta sẽ xếp là bát full full đã full rồi. Thế là chuẩn bị đến phần chi tiết nữa. Chúng ta có bao nhiêu ô nhỉ? Xem nào. 62 ô thì cũng không dài lắm. Tuy nhiên chất lượng âm thanh thì lại tương đối kém. Nên là nó sẽ phải nghe chi tiết hơn để sửa. Khả năng là mình sẽ phải sửa tương đối nhiều. Khó làm là nó ở cái chất lượng âm thanh. Đó, hôm nay thực ra chỉ đến cái phần này thôi. Đấy. Thực ra cách đàn của mình không quá khó đâu. Tuy nhiên là vì là bạn ấy đánh gọi là cảm hứng, ngẫu hứng, cho nên là cái tỷ lệ sai nó sẽ rất cao. Đây này, các bạn cứ xin bản nhạc em đi có đâu các bạn. Đánh ngẫu hứng thì mỗi lần nó một khác các bạn. Xin thu âm bằng gì này? Thì là bạn ấy có cái mic trên cổ cài cái áo này này. Nên là âm thanh nó mới kèm thế này. Mình trả lời được tương đối. Đấy, phụ chiếu full bản nhạc làm gì có bản nhạc đâu các bạn ơi, đánh ngẫu hứng làm sao mà có được, chép mới có thôi, nên là khá là mất công. Đấy là lý do bạn mình có thể làm khóa học, nhưng mà để mà ra bản nhạc chi tiết chính xác thì thực sự là bạn ấy sẽ rất là ngại. Đấy, mình khẳng định luôn. Thế là thường mọi người hay bảo mình độ chịu khó rất cao cái việc mọi người ngại thì mình lại làm. Đấy. Rồi, hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ kênh của mình, trân trọng những cái công sức mình đã bỏ ra vì cộng đồng. Tất cả những cái bài mình đăng trên kênh đều là mình phải bớt một phần phí cho khách VIP để mình có khả năng là không bảo mật, mình đăng lên cho các bạn khác xem, các bạn khác có cái tư liệu để học tập, nên là mình hy vọng các bạn sử dụng nó hữu ích nhất có thể nhé. Còn lại order của các bạn thì thực sự là thời gian rảnh mình mới làm được, mình cũng phải kiếm sống, đấy, phải kiếm tiền chứ. Đó, cho nên là cái free thì thôi các bạn chấp nhận là tần suất nó sẽ thấp hơn khi mà mình bận quá thì mình không làm được, nhưng mà vẫn sẽ có đấy các bạn. Mình chưa có ý định, có nhiều người bảo còn mình còn làm không, mình vẫn làm, nhưng mà thật sự là mình phải có thời gian thì mình mới đăng video được. Đấy, soạn thì đã mất thời gian rồi, mình bây giờ làm quảng cáo cũng mất thời gian hơn. Đấy, cho nên là kỳ công thế này thì làm series này để các bạn biết được cái sự tỉ mỉ. Đây là đối với một người đã làm rất lâu năm như mình mà còn mất công thế, thì cái chuyện cảm âm đối với những cái bạn mới học nhạc cụ thì nó còn khó đến mức độ nào đấy các bạn hình dung. Tuy nhiên mọi thứ khó nó chỉ cần thời gian và thâm niên thôi, các bạn vẫn sẽ làm được. Ở với vấn đề là làm được hay không thì có làm được, mình luôn trả lời thì hoàn toàn làm được, nhưng mà làm tốt đến mức độ nào thì phải cần thời gian, cần thâm niên và cần cái quy trình tốt. Đấy. Thì là tất cả kỹ năng mình đang làm thì mình hoàn toàn có thể hướng dẫn lại cho các bạn được. Các bạn nào muốn học với mình thì có thể đăng ký nhá. Đấy. Rồi, bây giờ thì phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.